Hình như em có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh cũng biết rằng em cũng đang chờ đợi, ngồi cận bên em bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì anh sẽ là người đầu tiên nói ra. Ngần thì em sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ mặc cho anh yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn tim em cứ ngăn muốn gì, rồi nói cho anh nghe một câu thôi. 1, 2, 3 năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu cầu chỉ có anh hay đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mà giờ thì giây sau thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu.